Hello, xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của mình nhé. Lại tiếp tục về thủ thuật Zalo. Thì trong cái video lần này thì mình đã chia sẻ đến các bạn một cái thủ thuật tiếp theo, đó là thủ thuật cài đặt tin nhắn tự xóa trên Zalo. Thì khi nhắn tin trên Zalo, bạn muốn nội dung cuộc trò chuyện sẽ tự động xóa mà không cần phải thu hồi tin nhắn, nhưng chưa biết cách làm. Thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cài đặt tin nhắn tự xóa trên Zalo để đảm bảo là các thông tin là riêng tư. Mời các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên các bạn vào Zalo nhé. Tiếp theo các bạn chọn đến một người mà các bạn muốn cài đặt tin nhắn tự xóa. Trong cái video này mình ví dụ mình chọn là Ngô Thị Huyền Trang, thì các bạn kích vào Ngô Thị Huyền Trang. Tiếp theo các bạn ấn vào dấu ba gạch trên cùng bên phải. Tiếp theo các bạn kéo lên trên và các bạn tìm đến mục tin nhắn tự xóa. Tiếp theo các bạn kích vào mục tin nhắn tự xóa. Trong cái mục tin nhắn tự xóa này thì nó sẽ có cài đặt thời gian như sau: 1 là 1 ngày, 2 là 7 ngày, 3 là 30 ngày. Thì tùy theo các bạn có thể là chọn ở mức độ nào cũng được. Đây ví dụ mình để là 1 ngày, sau đó mình lưu lại. Thì từ giờ trở đi cái tin nhắn bạn nhắn với Huyền Trang thì sau 1 ngày thì tin nhắn nó sẽ tự xóa mất. Các bạn lưu ý cái cài đặt tin nhắn này nó chỉ cài đặt cho từng người, còn đối với người khác thì nó vẫn cứ bình thường, tin nhắn nó vẫn cứ để không tự xóa. Còn các bạn muốn cài đặt cho người khác các bạn cũng lại làm như vậy. Đây ví dụ mình làm cho một người khác nữa đây. Đây. Mình cũng vào tùy chọn này. Tin nhắn tự xóa này và các bạn chọn là một ngày này. Đó và các bạn lưu lại. Như vậy là cái tin nhắn tự xóa nó sẽ xóa sau một ngày. Còn để các bạn hủy cái tin nhắn tự xóa sau một ngày thì các bạn làm ngược lại. Các bạn lại vào ba chấm này. Các bạn lại kéo lên này. Và các bạn lại chọn tin nhắn tự xóa này. Và các bạn kéo là không xóa nữa này. Không tự xóa nữa này. Và các bạn lưu lại này. Đó. Trên đây là cái video chia sẻ về cách cài đặt tin nhắn tự xóa trên Zalo. Thì các bạn thấy video hữu ích thì hãy cho mình một like, một sub, bởi vì nó hoàn toàn là miễn phí. Thì video của mình là xin kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết cái video của mình. Thân ái, chào các bạn. Và hẹn lại các bạn vào cái video tiếp theo lần sau của mình nhé.